Chào các bạn, ở lớp vẽ, rất nhiều bạn hỏi mình cách vẽ chân dung như thế nào. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những bước cơ bản nhất để dựng nét một bức chân dung góc mặt 3/4. Các bạn theo dõi mình vẽ từng bước để cho có khái niệm tổng quan trước. Phân tích chi tiết từng phần mình sẽ hướng dẫn ở các bài học tiếp theo.
Rồi, hôm nay mình kết thúc ở đây. Các bạn nhớ bấm theo dõi kênh của mình để đón xem những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn.